chị nó trượt rồi, cho đoán lại. Alo alo, xin chào quý vị. Mình là xếp thứ 1 đây. Đã lâu lắm rồi mình không lên video cho anh em. Hôm nay ấy, là 16 tháng 2 này, là mùng 5 Tết này, tầm 6 giờ 30 tối. Mò ra định đi ăn. Thì tự nhiên gặp một hiện tượng lạ anh em ạ. Ảo thật đấy. Anh em xong rồi. Đây là phùng khoang 7 giờ 30 phút tối. Really nigga. Vãi cả đái luôn anh em ơi. Đấy, đảo qua cho anh em một vòng à. Có cái cửa hàng này không sợ chết là họ vẫn mở này. Còn lại là đóng hết rồi còn đâu. Ôi ôi, phùng khoang của tôi. Phùng khoang yêu dấu của tôi. 7 giờ 30 phút tối. Chết mất thôi. Bật ứng dụng lên mà mình cũng không mong là có cuốc đâu. Mình nghĩ là không có cuốc giờ này đâu. Ôi trời ơi. Này thì làm ăn gì. Đấy cũng quên đấy. Tết nhất thì có vài anh em bảo mình quay vlog. Bảo là quay vlog Tết về cho anh em xem. Thế nhưng mà mình nghĩ là thời gian đấy thì anh em nên ở cùng với gia đình thì hơn. Bây giờ các ông xem tôi cả năm rồi, bây giờ đến Tết thì các ông phải về nhà với gia đình chứ, đúng không? Không biết là Tết có nhiều thời gian nhưng mà nên làm việc khác, đi gặp gỡ bạn bè các thứ. Thôi ông im mẹ á mồm đi. Thôi văn vậy thôi, không còn công ạ. Thế ra tôi lười. Đấy, may là các ông xem được video của tôi ấy. Mấy ông nào lăn tăn là có nên lên Hà Nội không? Đấy, thì xem video này thì biết nhá, có nên lên hay không? Thực ra là mình cũng hơi khó chịu tại vì... Nổ luôn ạ. Rắp ba luôn này. Hay thế nhở? Nhà thờ Phùng Khoang này. Anh ơi, anh ở đâu nhà thờ Phùng Khoang anh nhở? Em đang ở nhà thờ Phùng Khoang này, chỗ bãi gửi xe này. Thơm thế nhở? Tưởng là không nổ, nó nổ. Đây, mọi người đang đi cầu nguyện ở Fashion Valley đây. À, nãy mình đang bảo mình khó chịu ấy. Khó chịu là vì mình không nấu cơm. Không nấu cơm bao giờ. Mình chỉ đi ăn hàng thôi. Đấy, cho nên là nhà mình cũng không có bếp luôn. Không có bếp ga, không có một cái loại bếp gì để mà nấu. Chỉ có úp mì thì được. Hai cái bát, hai cái đũa thôi. Đấy. Thì nếu mà không có quán ăn thì chắc phải ăn mì dài dài rồi. Hàng nón này anh. Ôi trời. Nhậu về anh. Anh em mở hàng cho em đấy. Vâng, Tết lên bây giờ em mới ra chạy một cuốc à? Ê, anh mệnh gì ấy nhỉ? Về nhá. Mệnh thủy. Mệnh thủy à? Năm nay ở đây gặp nước luôn. Thành gặp nước rồi à? Nhiều lên luôn. Thực ra em cũng không biết đâu nhưng mà em cứ hỏi mày. Từ Châu à? 97 anh? 97. Em 98. À, Từ Châu à? Có khi may ấy đi nhở, năm nay đang con trâu hả? Đây là sang nhà bạn. Vâng. Rồi anh ở dưới Đền Lừ. Nó là nhà người yêu. À, hay quá, lại đi tăng 2 với người yêu à? Đây đưa nó dùng thật nữa ấy. Được đi tăng 2 nó tốt. Đúng hôm nay đang bị thì đây là không đi tăng 2 được. Rồi, nó đi tăng 2 được. Bế anh đi chứ. Phải lúc ấy để vứt khẩu trang ở nhà nó không biết đâu rồi. Vâng. Chính ra chạy này lại sướng anh nhỉ. Mọi khi tắc không đi được luôn đấy. Đấy bắt được đường này là tắc hết cả luôn rồi. Nay bắt đầu hôm nay đúng không anh? Đây rồi. Đi quán này. Đây chỗ bên này nhá. Quanh 55k anh ạ. Thôi mẹ nổ luôn cúp nữa này. Rồi, cảm ơn nhá. Anh em cho em xin mũ anh ạ. Quên giả được cho thêm 15.000 lại hack cái mũ. Cảm ơn nhá. Anh mở hàng chắc là đỏ đấy. Anh cảm ơn. Ở ngoài cũng say rồi, sang nhà yêu chơi. Kiểu gì quanh quẩn rồi vào nhà nghỉ. Trà sữa với chúng tôi. À, anh đợi em chút nhá, em qua cửa hàng em lấy cho anh nha. Vâng vâng, lát em nơi em gọi cho anh sau. Ok. Trời ơi anh em xem này. Nhà với cửa. Thôi tốt nhất là anh em nên ở nhà.
để tôi trên tiền tuyến này. Anh em hậu phương thì trồng rau trồng lúa đi, gửi tiền lên cho tôi, trên này tôi chống dịch cho. Gớm thật, đúng như kiểu là 30 Tết vậy, hôm nay là 30 Tết rồi anh em về quê ăn Tết đấy. Bách có ai luôn. Có thằng em cùng phòng thì hôm nay nó lại bảo là mai nó về. Với một thằng chưa lên nữa. Thế là một mình ở trên này. Vãi đái thật, năm mới kiểu gì biết. Không khí nó cứ ảm đạm của gì đấy anh em ạ. Không hiểu. Không hiểu cho lắm. Đây, xem lấy đơn hàng này. Đơn này phải ứng đúng không chị nhỉ? Đây. Đi làm sớm phết chị nhỉ? Mày đi làm sướng thật. Đi kiểm tra em nhé, 183.000. Em cảm ơn. Cảm ơn nhé. Vắng quá, chả có ai. Nhân viên là ngồi chơi à? Đấy, từ khi mình đến cái lại có người khách cả. Cũng mình là thần tài gì đó. Thần tài rồi, thần tài đến. Let's go. Anh em đừng có bật đèn đỏ cái pha như vậy. Phê thật, đúng là thế giới của riêng mình mà. Chả có ai cả. Nhưng vừa nãy mình mới mua được một gói mì tôm thôi. Sợ mai đóng cửa chết đói mất. Trời ơi, thành phố đẹp như thế này mà chỉ vì dịch bệnh. Chồng thiếu sức sống à. Đẹp như thế này. Mình nghĩ chính phủ họ không cấm Grab với lại xe công nghệ ấy, thì anh em cứ lên mà chạy anh em ạ. Thật đấy chứ. Nãy mình nói đùa thôi chứ còn. Cứ phải lên mà chạy, không biết là dịch đến bao giờ đâu. Không có tiền thì anh em cũng chết. Chết thật sự đấy. Đây là mình chim lợn cho anh em thôi. Xem cái tình trạng Hà Nội như nào. Chứ còn mình nghĩ là anh em vẫn nên lên để lao động kiếm tiền chứ. Là quý lắm ấy, tại vì người họ mất việc đúng không? Nhiều người còn mất việc, mình được chạy mình không chạy. Anh em xem này, có An Trạch đấy, vãi trưởng luôn. Cái thằng kia nó còn đi đua được, mẹ mày. Chết rồi anh em ơi, cái ngõ 168 Thảo Nam mình chưa vào bao giờ. Trông nó có vẻ. Anh em đang ở số nhà 5A4 này anh. 8 giờ mà như 1 giờ. À, của anh 183.000 anh ạ. Của anh phát tài nhé. Năm mới chắc anh phát tài nhé. Cho em 10.000 nữa. 10.000 ạ, dạ vâng, em cảm ơn anh nhé. 183 phát tài. Nhất phát tài à, mình không biết đó. Nhưng mà mình cứ nói vậy cho họ khách họ vui. Tiếp cho mình thêm. Rồi, bật lên là xem còn cúp nào nữa không. Hay phết chứ, nãy giờ được hai cuốc rồi đấy. Ô, đù quá mày nổ luôn này. Chết rồi. Chết rồi, thôi các ông lên đi. Lên lên mà chạy đi. Tôi chạy không xuể đâu. Nope. Mẹ bịp à. À, nó bị hủy cái, nó lại nổ thêm cuốc nữa. 110 sơn tây à. Ngon, cuốc này ngon hơn này. Nguyễn Thành. Ông này lại ông say rồi, lại đi nhậu về rồi. Alo à. Chị ơi, em đón chị ở 110 sơn tây phải không nhỉ? Vâng vâng, để em tí nha, em đang qua đấy. Gái nhau này. Nó chút chết này. Chết tắt. Alo à. Chị ơi, em đang ở đầu ngõ 110 Sơn Tây này. Ngon không? Cuốc này 61.000 này. Thôi các ông lên chạy đi. Tôi thấy là tôi dừng cái nổ cuốc luôn. Các cụ sợ về hết rồi còn đâu. 15 Ngọc Hồi à. À, gớm hết nhỉ. Sạc pin và cho đỡ sợ đấy. Chị về 15 Ngọc Hồi à? Ừ đúng rồi. Gái rồi. Như là con gái chị đặt cho ấy nhỉ? Đúng rồi. Của cô là 61.000 quạ. Thôi cầm cả. Vâng, chào cảm ơn nhé. Ừ. Cho cháu xin lại mũ. Nhiều người cười nữa. Ừ. Chúc cô năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng nhé. Chúc cô vâng. Sang năm mạnh khỏe, làm được nhiều an toàn đi, đến tốt nhé. Dạ vâng, con cảm ơn. Cảm ơn nhé. Vâng. Thế này, đếm này, 3, 2, 1. Nổ hũ.
nãy giờ chạy tí, có một tí. Được bao nhiêu tiền đấy này? 140.000 mà chạy chạy hơn một tiếng một tí thôi. Hơn một tiếng một tí. Vãi trưởng thật. Cũng được cái chứ nhở? Không biết nỗi đâu. Khai xuân mà là quá đẹp rồi. Định ngày mai khai xuân nhưng mà nhiệm vụ cao cả mình phải ra luôn. Đã nổ thêm cúp nữa. Nhưng mà cái cúp này mình thấy nó cứ kiểu sao ấy. Ông này đặt tên là Cớn. Này, mà đi thì trong Tịu Liệt này. À, chỗ Tịu Liệt này mình biết. Nhưng mà lại đi tít về phía bên này cơ. Mẹ, mình ra tận Tả Thanh Oai à. Gớm gớm cái gì đấy nhỉ. Mình nghe giọng. Alo ạ? À, chị ơi, mình đặt xe phải không chị? Để đi em vào nhá, em đang vào rồi. Chở nữ anh em ơi, chở nữ thì mốc ơi. Sợ gì? Mốc ơi. Đâm mất đỡ, đúng không? Mày đâm ai? Cho mày đâm lại lần nữa này. Một phát củ trỏ mồm. What the hell? Thì hồi mình lái xe giờ thì cũng chưa gặp cái trường hợp nó nguy hiểm lắm đâu. Chỉ là say rượu với cả mấy cái quấy rối. Chứ còn để kề dao vào cổ thì chắc là không có đâu. Chỗ này tối quá anh em ạ, bệnh viện Thăng Long này. Âm khí hơi nhiều. Đây ở trăng cả nháy này. Đẹp phết. À, sân bóng à? Hình như đây là sân bóng à? Hình như đây á. Chết rồi, họ về quê hết rồi. Chị ơi, em đi qua cái bệnh viện Thăng Long rồi, có một cái sân bóng này. Sân bóng bên trái à? Phải đi qua cái cầu đúng không ạ? Ok, để em vào đi qua cái cầu. Đúng định vị đúng không chị? Ok, ok, qua đây. Chết rồi, hình như mình nhận ra là họ bỏ về hết rồi sao anh em ạ? Có mấy cái xe kia họ chở khách đi về kìa. Rất nhiều người rút quân đi về rồi. Thế thì trên chiến trường có mỗi mình chiến đấu à? Đây, 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 đây. Khổ lắm nữa. À, chứ kìa có xe kìa, có xe khách kìa. Đây, sân bóng đây. Đâu? Chị đang ở đâu? Đây. Bên này cũng... Ba tia ráp phải không? Chỗ này em đi lần đầu em không biết. Nam Định. Nam Định. Chị về đâu đây? Quê à, bạn? Em mới lên. Dạ thôi đi. Đấy cùng quê đấy, vừa lên xong. Cùng quê à? À đều... Quê đéo gì bạn ơi. Đặt cái này. Được, thôi được. Bạn cũng Nam Định hả? Ok, đi nha. Bạn mới lên à hay là bây giờ đi về đấy? À... À... Tức là Tết ở trên này ăn Tết rồi đúng không? Đấy, cái thằng bây giờ đang đi lên mà. À... Bạn ở đâu Nam Định? Nam Trực gần đấy, mình ở Trường Ninh. Có biết Trường Ninh không? Hả? Biết Trường Ninh Khuyến không? Khuyến à? Khuyến hình như là không biết đâu. Như Trường 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 Trọn đấy, Trường Quyển đấy. Học giỏi quá nhỉ? Ờ, chết chết. Chỗ này ấy quá, chả biết đường gì. Sông Phai Chảy Măng ở đây. Phai Chảy Măng à? Bao nhiêu, đoán đây bao nhiêu tuổi? Nó trượt rồi. Cho đoán lại. Khó thế nhở? 21. Ui ôi. Ôi trưởng thật. Ôi trưởng thật. Mình đẻ sớm mấy năm chắc mình đẻ ra bạn luôn đấy. 98, 98, 98. Hả? Em đi đâu 2000. Em đi đâu 2000 à? Ôi giời. Gớm thật. Ờ, định không đi làm đâu nhưng mà đi thấy ở chỗ xóm chứ. Chưa thấy thằng nào lên cả. Mà ở nhà mình thì sợ ma nên là đi làm. Đến đây hình như là biết đường rồi thì phải. Tả Thanh Oai hình như là học ở cái trường. Đúng rồi, cái trường ở chỗ Tả Thanh Oai đúng không? Đúng. Thế là ừ, chuẩn.
Thế bây giờ nhưng mà cái trường 2000 à? Nhưng mà cái trường ở đấy có xịn đâu nhỉ? Nó có xịn đâu? Trường Tả Thanh, Tả Thanh Hoa ấy. Thế bây giờ học học trường chọn nó. Tôi còn định đoán bà tầm bao nhiêu nhỉ? 97 đi. Vừa nãy đang định đoán 97. Thì cái profile đó. Dạ Châu còn suốt ngày đi dùng Solo Yasuo để cũng đẹp. Ồ, biết Solo Yasuo luôn. Biết chơi Liên Minh hả? Chơi luôn, đi chơi không? Kết bạn chơi nhá. Tối về kết bạn chơi nhá. À, có biết chơi cờ không? Dạ. Biết chơi cờ không? Cao thủ. Ô, cao thủ à? Ôi vãi trưởng, thần tài nhổ hũ liên tục à? Thần tài nó ngày không có tuổi luôn. Ngày sáu à? Từ từ đã, hình như bọn này livestream với sao ấy. Em livestream á? Ừ. Cái kia đúng không? Không phải, không phải là người bình thường thôi. Tỉnh lên, sao đánh như lên cao thủ không ơi? Mình mẹ đánh mãi chữ vàng. Thế tối kết bạn đi, bây giờ về trở về xong rồi phi về đi chơi nữa. Được không? Được. Rồi. Hay thế nhỉ, được có người kéo hả? Hay quá, lát nữa có người kéo rồi. Đây à, còn đây hả? Thế chơi, nếu mà chơi xếp hạng bình thường ấy thì banh gì? Cường 4 hả? Vì mình không biết đánh AD mà chỉ biết đánh ít tốt và đánh với cá sấu rồi. Nhưng mà con Yumi cứ bộ gái rồi đi ăn sáng luôn nhé. Không, em Yumi thần. Yumi thần à? À. Cớm. Ngày xưa mình hay chơi á. Chơi cũng lên được kim cương nhưng mà kim cương rách thôi. Đây hả? Đây. Nặng phết đấy. Cho mày có laptop đúng không? À, đúng thật đấy, ở trên này hàng ăn đóng hết rồi mà. Một được không? Chết tối om này. Cho anh xin Zalo đi, về kéo anh. Được không? Được. Quỳnh búp bê à? Rồi. À không, bạn ấy gửi tiền cho em rồi. Rồi. Đang định soi đèn cho bạn. Nào, có cái chìa khóa nữa này. Anh về nhá. Về đây, anh về đây. Về có anh em ơi, đâu nó phát tài rồi. Đâu nó phát tài rồi. Có Zalo rồi. Có Zalo rồi. Đỉnh chưa? Diễm Quỳnh của chúng tôi. Hay thế nhỉ? Ôi trời. Hay quá, có cả chơi game rồi. Đang làm gì thế gì? Về luôn, về luôn. Về luôn. Tôi bỏ game rồi chứ anh em ơi. Đấy, bây giờ có lý do quay lại chơi game rồi. Hay quá. Oh my god. So good. Chỉ 550 anh ạ. Định lấy cho anh con 83 cho 50 anh phát tài mà không có. Cảm ơn nhá. Ồ, đồng ý kết bạn rồi anh em ơi. Đồng ý kết bạn rồi. Đồng ý kết bạn rồi. Giảm tốc đi bay.
Hôm nay tự nhiên thấy Phùng Quang đẹp lạ thường anh em ạ. Tông có phát rồi. Tôi hơi ngáo đây anh em ạ. Rồi hôm nay cũng muộn rồi, gần 10 giờ rồi. Mình xin kết thúc clip ở đây thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi, và năm mới Tân Sửu thì chúc anh em an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Đấy, vạn sự như ý. Công lên kế hoạch cho một năm mới đi. Rồi lên đây đi chạy đi. Tôi thấy cũng khá là được. Hôm nay thì tôi cũng chả tổng kết làm gì đâu. Tôi không tổng kết nữa. Thì cảm ơn, chỉ biết cảm ơn anh em thôi. Thế thôi, không dài dòng làm gì nữa. Mình về chơi game đây. Hẹn gặp lại anh em những video ở sau nhá. Chấp nhận cái bạn rồi. Chấp nhận cái bạn rồi, từ từ.